chào các bạn. Mời các bạn theo dõi chương trình Tuổi Thần Tiên của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Một chương trình với những thông tin bổ ích và lý thú dành cho lứa tuổi thiếu nhi chúng mình. Mở đầu là mục thông tin học đường, tiếp theo là mục chia sẻ kinh nghiệm và cuối cùng là mục những nốt nhạc vui. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé! Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác giáo dục ở những vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Các điểm trường được mở hầu hết ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến thăm điểm trường mầm non của một xã vùng cao huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang nhé! Xã Côn Lôn, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Dao và Mông. Tại đây có một trong những điểm trường khó khăn nhất là điểm trường mầm non Lũng Vài. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, năm học 2022-2023, điểm trường đã được đầu tư 2 phòng học đạt tiêu chuẩn, đầy đủ trang thiết bị dạy học. Cô và trò rất vui khi được học tập ở cơ sở mới. Tỷ lệ huy động các cháu ở độ tuổi đến trường đạt 100%. Điểm trường chúng tôi ở đây thì gồm có 2 lớp học, một lớp mà nhóm trẻ 24 đến 36 tháng với lại một lớp mà mẫu giáo 3 đến 5 tuổi, lớp ghép ạ. Chính quyền địa phương với lại các ban ngành đoàn thể quan tâm thì bây giờ hiện tại trường học cũng xây dựng là khang trang rồi. Rất là đẹp rồi, với lại được các bậc phụ huynh là rất là quan tâm đến các cháu học sinh. Xong thì các cháu ở đây đi học thì rất là đông đủ, tỷ lệ duy trì sĩ số đến lớp là hôm nào cũng 100%. 2 lớp học nhóm trẻ với mẫu giáo thì còn được hỗ trợ các khoản như là chi phí học tập với lại hỗ trợ ăn trưa nữa. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tại các lớp học đều được trang trí đẹp, hấp dẫn, góc vui chơi phong phú, đa dạng. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm giúp cho các em học sinh phát triển toàn diện. Chương trình giảng dạy ở đây thì áp dụng STEM với lại phương pháp mới thì học sinh rất là hứng thú với các tiết giảng dạy. Những công trình lớp học, điểm trường mới như thế này được đưa vào sử dụng đã mang lại điều kiện thuận lợi giúp cho các em học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, miền núi được đến trường học tập, tiếp cận tri thức. Giáo dục địa phương là bộ môn học đầy bổ ích và lý thú, đưa chúng ta đến với những trải nghiệm thật nhất, khám phá văn học, lịch sử, địa lý của quê hương mình. Mục chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về môn học này nhé! Giáo dục địa phương là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nội dung phong phú, gần gũi, giúp học sinh nắm bắt các kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển tỉnh Tuyên Quang qua từng giai đoạn lịch sử, đặc điểm văn hóa, danh nhân và di tích, danh lam thắng cảnh, văn học Tuyên Quang từ dân gian đến hiện đại. Thông qua những bài học về kiến thức địa phương đã giúp học sinh hiểu biết hơn về vùng đất mà mình đang sinh sống. Em rất thích môn học giáo dục địa phương ạ, vì thầy cô cho chúng em xem video, hình ảnh, tham gia các hoạt động trải nghiệm rất vui ạ. Môn học giáo dục địa phương có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng em. Thông qua những bài học về kiến thức địa phương, em có thể hiểu biết hơn về vùng đất mình đang sinh sống một cách tường tận nhất. Đất nước ta có nhiều vùng miền, nhiều dân tộc sinh sống và có văn hóa lịch sử địa lý khác nhau. Đưa học trò đến với những trải nghiệm bổ ích và góp phần giáo dục lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng trò chuyện với cô giáo giảng dạy bộ môn giáo dục địa phương và cùng nghe cô giáo tư vấn về bộ môn này nhé. Trước tiên xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chị có thể cho biết môn giáo dục địa phương đang được thực hiện và triển khai tại nhà trường như thế nào ạ? Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường tiểu học Lê Văn Tám đã nghiêm túc triển khai giảng dạy môn giáo dục địa phương trong các giờ học chính khóa, được giảng dạy thông qua tích hợp với các môn học khác như đạo đức, tiếng Việt, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, mỹ thuật, âm nhạc, hoặc là chúng tôi đã dành một số các tiết học vào buổi 2 để tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo các chủ đề. Về tài liệu của môn giáo dục địa phương thì do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn và gửi bản mềm PDF về cho nhà trường.
Vậy môn giáo dục địa phương thì có ý nghĩa như thế nào đối với các em học sinh ạ? Môn học giáo dục địa phương có ý nghĩa đặc biệt đối với các em học sinh, nhất là đối với học sinh tiểu học của chúng tôi. Thông qua những cái bài học về kiến thức địa phương, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về vùng đất của mình đang sinh sống một cách tường tận nhất. Từ đó các em được bồi đắp về tình cảm yêu quê hương đất nước và con người nơi các em ở, có ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương mình. Là một giáo viên thì chị đã có những phương pháp như thế nào để tạo hứng thú cho các em tham gia môn học này một cách tích cực nhất ạ? Chúng tôi đã sử dụng rất là linh hoạt các phương pháp dạy học để sát với thực tế nhất, dạy học thông qua tích hợp với các bộ môn hoặc là tổ chức tiết học theo chủ đề. Về hình thức dạy học thì rất là phong phú và đa dạng, như là trình chiếu hình ảnh, video cho các em đọc sách, thuyết trình về nội dung mà các em đã được hướng dẫn tự tìm hiểu. Các em được kể chuyện, vẽ tranh hay là tạo hình qua từ cái bài học mà các em đã được học. Từ đó các em sẽ hứng thú trong học tập hơn. Các em cũng sẽ dễ nhận biết, dễ hiểu và nhớ lâu các nội dung mà các em vừa được học. Chúng tôi luôn chú ý đến cái việc liên hệ thực tế trong cuộc sống xung quanh để các em có cơ hội được bày tỏ tình cảm của mình về nội dung của các môn học. Vậy chị có lời khuyên gì để cho các em học sinh có thể học tốt môn học này? Chúng tôi thường nói với các em rằng Tuyên Quang chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và rất là nhiều nét văn hóa độc đáo của 22 dân tộc anh em. Có nhiều di tích lịch sử cách mạng, đặc biệt là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tuyên Quang đang từng ngày đổi mới. Các em thì phải tích cực học tập bộ môn học này để hiểu biết được những giá trị văn hóa, lịch sử, ngành nghề và phong tục tập quán tốt đẹp của tỉnh Tuyên Quang nói chung hay là nơi ở các em đang sinh sống nói riêng. Từ đó thì các em luôn cảm thấy tự hào và nâng cao được tình yêu mến về quê hương mình và biết làm những cái công việc tốt để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tích cực tuyên truyền và giới thiệu với các bạn về quê hương mình. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Mục những nốt nhạc vui ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với điệu nhảy vui nhộn của các bạn đến từ câu lạc bộ Thiên Thần Nhỏ, thành phố Tuyên Quang nhé. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Hey. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확하게 확대 확실하게 I'm feeling like $1,000,000 yeah. Must be that $1,000,000 yeah. 오늘따라 빛이 나. Selfie 착각하면 빛이
자 기다려 we like to party 투명한 샴페인 맛도 없어 깊이를 알기엔 난 순서걸 어른 흉내 fake 딱히 안 할래 나는 서툰 지금 내가 좋아 20 뭐든지 할 수 있지 기다렸던 이 순간 심장이 이리 뛰지 효과음 2020 책임은 무겁지만 최대한 달콤해 hey! 세상이 내 것까지 I am just 20 2020. Can't believe that I haven't figured out by now. Every time I call you up, all you do is let me down. Should've known there was nothing bad as I could change. Every time we try to be friends, it always ends the same. But when I try to at your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can break my stupid heart.
Chương trình Tuổi Thần Tiên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!